answer. Very good. So let's check the answer. Oh, I'm sorry. What is the answer for number one? That is employee. Congratulations. Chúc mừng tất cả các bạn có đáp án đúng ha. Okay, now question number two. You will listen to a short video clip. Okay. Listen to a short video clip and then you answer the question. Profile. Great. That's very exciting. Well, thank you for being here today. Can you hear the sound? A little bit about your human resource background. Well, I spent the last 21 years in the United States Air Force as a human resource assistant, and I actually recruited. Các bạn có nghe được phần âm thanh không các bạn? Có, cô Hương. Okay, thank you. Nếu hơi thông là có Air Force. Very good. Well, let me ask you a question. When you're interviewing someone for a job, what qualities are you looking for? I'm actually looking for qualities more so that deal with teamwork. Okay, thank you. So, what is question number two? What is she typing? Okay, can you type the answer in the chat box, please? Bạn Thu Hiền, Bảo Quyên, Minh Hương trả lời là interview. Yeah, yes, that is it. Interview, is it correct? This is an interview. Congratulations. This is a correct answer. Okay. Now, question number three. Name five jobs that an English major graduate can do well. What kind of jobs that an English major graduate can do Okay, thumbs up, everyone. What is the answer? Miss Mai, can Hồng, you help me? Hồng Vân trả lời là interpreter. Okay, what kind of job? Sorry. Phiên dịch, cô Hương. Interpreter. Okay, interpreter. What else? Ngô Thị Hương trả lời là translator, interpreter, teacher. Okay. Lê Đức Hương trả lời là TA, teacher, translator, đó là interpreter. Okay. Now, thank you for all of your answers. I think that all of your answers are correct. There are many jobs that we can do when we graduate. For example, you can become an interpreter, a translator, a tour guide, a businesswoman, a businessman, a teacher of English, or secretary. There are many jobs. That's good. Thank you. Question number four. The answer for a period of training spent in a workplace often by fourth year students. What is it? What's the name of that training? Do you have the answer yet? Rất nhiều bạn đã có câu trả lời rồi cô Hương. Ví dụ okay. Như bạn Lê Trần Minh Hương trả lời là internship. Nguyễn Ngọc Di Phú internship. Trúc Đen intern. Wow, great. I think that is really great. A period of training spent in a workplace, often by fourth year student, is the internship. Okay. All the students will get internship when you are in the fourth year, when you are the senior students. That's good. The next question. The question is, which department in a company will you write to ask for a job?
many students write the answer is HR. HR department. What is the HR department? Is the short form. So what is the form? The full form or the long form of HR departments, everyone? According to Nguyễn Thị Hồng Nhi, it is Human Resources Department. Oh, Human Resources Department. Great answer. That is the Human Resources Department. Cô nghe câu trả lời của các bạn, cô tưởng là các bạn đã đang đi làm luôn rồi đó. Các bạn biết hết tất cả những câu trả lời. Có lẽ như là các bạn cũng đang rất sẵn sàng để đi xin việc rồi, đúng không? Okay. Question number... Oh, I'm sorry. Question number 5. Okay. Number 7. A letter, right? Anyone has the answer? Who has the first answer? Okay, any answer yet, Miss Mai? A lot. Many of them write CV and some of them write cover letter. But I ask you about a letter. I don't ask you about a paper or a document. So the correct answer is an application letter or a cover letter, not a CV. Okay? This is the correct answer is application letter or a cover letter. That's good. Now let's see. Yeah, question number 8. Apply for a job, but what does CV stand for? What does CV stand for? Anyone knows? 1, 2, 3, stop. Okay, please. Well, I receive many answer is curriculum vitae, but some students give resume is the answer. Resume. Okay, thank you. So, I'm sorry. Wait a minute. CV, the correct answer is curriculum vitae. That's right, curriculum vitae, or you can say that is a resume. Very good. The question number 9, maybe this is the last question. Oh, I love this so much. You receive every month for your working, and remember that this is every month. Okay, I love this so much. Every month, I and a lot of people wait for this day. So, what is that? Many students write salary in the chat box. So the answer is the answer is salary. Yes. Maybe the purpose of our life is going to work, and when we go to work, we really need the salary every month, right? We wait for that and we expect for that. I hope that this is the last question. Who hires you into his company and pays for you every month? You into his company and pays for you every month. Who is that? Who has the correct answer? I received the employer. Oh, employer. Yeah. Let's check. That is your boss or maybe your employer. Okay, correct. That is the correct answer. Well done, everyone. We have just finished the first game. I just like to check if you know the answers. Cô chỉ vừa mới có một cái hoạt động warm up cho các bạn để xem là các bạn hiểu đến như thế nào về thế giới việc làm. Nhưng mà cô thấy là hầu hết các bạn có câu trả lời rất là tốt, rất là chính xác. Cô thấy là các bạn rất là sẵn sàng để bước vào cái quá trình, cái giai đoạn mà các bạn sẽ đi xin việc rồi, đúng không?
Ok, chúc mừng tất cả các bạn mà có câu trả lời đúng ha. Tất cả các bạn sẽ được nhận một nụ hôn từ xa từ phía ban tổ chức các bạn ha. Ok rồi, khi nào nhận thì cô sẽ ship đến tận nhà. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vào nội dung chính của phần ngày hôm nay. Các bạn đã sẵn sàng chưa nè? Nếu mà bạn nào sẵn sàng thì gõ vào trong khung yes giùm cô nhé. Ok rồi, cô nhận thấy là có rất nhiều các bạn trả lời yes rồi. Các bạn có thể tập trung lắng nghe và các bạn có thể ghi chú lại những câu hỏi hoặc những thắc mắc. Các bạn có thể hỏi và đến cái phần mà question and answers ở phần cuối thì cô sẽ giải đáp cho các bạn. Ok, rồi các bạn ơi, phần đầu tiên của buổi ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về how to write a winning CV. Tại sao cô lại dùng từ là winning CV? Khi mà các bạn biết được và hiểu được cách viết của một CV, một curriculum vitae, đó là một sơ yếu lý lịch hiệu quả, thì các bạn dễ dàng thắng vị trí. Cô dùng từ winning là bởi vì các bạn có thể giành được vị trí xin việc mà trong khi có rất nhiều người, có rất nhiều ứng cử viên cùng đăng ký vào vị trí đó với bạn. Ví dụ như cùng một vị trí công việc nhưng có đến 100 người nộp đơn xin. Nhưng tại sao nhà tuyển dụng phải chọn bạn mà không chọn người khác? Tại sao bạn là có một cái vai trò độc đáo, có một điều nổi bật mà nhà tuyển dụng cần phải chọn bạn? Ok, that is why we write a winning CV. Các bạn có biết là nhà tuyển dụng khi nhận hồ sơ của bạn, trong số hàng trăm hồ sơ gửi đến công ty cùng một lúc, thì nhà tuyển dụng sẽ có bao nhiêu thời gian để đọc CV của bạn hay không? Các bạn hãy ghi dự đoán của mình vào trong chat box giùm cô ha. Mặc dù cô không thấy chat box nhưng mà ở đây cô có rất là nhiều đôi mắt sẽ giúp cô đọc. Rồi, các bạn hãy gõ con số. Cô đặt lại câu hỏi ha. Nhà tuyển dụng sẽ có bao nhiêu thời gian, dùng bao nhiêu thời gian, dành bao nhiêu thời gian để đọc CV của bạn khi họ cầm trên tay? Mà các bạn có thể dự đoán nha. Rồi, câu trả lời là gì nè? Bao nhiêu thời gian vậy các bạn ha? Có ai có được câu trả lời chưa? Dạ em chưa thấy gì. Có một bạn có vài đáp án rồi kìa cô Thư. Ok, rồi. Vậy cô Mai đọc đi, cô Thư không thể thấy được chat box. Lê Trần Minh Hương là một tuần, Văn Hưởng là 20 giây, Diễm Trinh là 1 phút, Ngọc Thiện là 30 giây tới 1 phút, Thảo Quyên, okay. Thảo Quyên là 1 tới 2 phút. Ok, thank you. Rồi, cô cảm ơn dự đoán của tất cả các bạn. Và theo như thống kê của những website cũng như là những cái công ty về tuyển dụng hàng đầu, thì nhà tuyển dụng sẽ có từ 4 cho đến 6 giây để lướt CV của các bạn trong số hàng ngàn, hàng trăm CV gửi về cho nhà tuyển dụng trong một ngày. Vậy thì trong số từ 4 đến 6 giây đó, làm sao để bạn thực sự gây ấn tượng? Ok, yes, vậy thì mình sẽ đi vào nội dung chính ngày hôm nay. Tất cả các bạn đang ở năm 3 hoặc năm 4, và khi các bạn tốt nghiệp ra trường thì việc đầu tiên mà các bạn nghĩ đến chắc chắn đó là apply for a job. Các bạn sẽ xin việc. Đối với sinh viên chuyên ngành tiếng Anh, ngôn ngữ Anh, hoặc là đối với các bạn sinh viên có thể là sinh viên ở khoa khác có tham dự ngày hôm nay, nhưng mà các bạn có thể nhắm đến những vị trí công việc có cần sử dụng tiếng Anh, hoặc các bạn muốn một cái môi trường cạnh tranh hơn với một mức lương cao hơn trong những tập đoàn đa quốc gia hoặc những công ty có vốn đầu tư của nước ngoài. Vậy thì khi mà các bạn viết đơn xin việc, dĩ nhiên các bạn phải thực hiện một việc, đó là viết đơn xin việc bằng tiếng Anh hoặc là CV bằng tiếng Anh. Vậy thì ngoài checklist mà các bạn cần phải nộp cho nhà tuyển dụng như certificates, tất cả những bằng cấp của các bạn, thì các bạn còn cần có thêm CV, resume hoặc là cover letter. Ok, vậy thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về CV trước các bạn ha. What is a CV or resume? CV is a document containing all your work experience and education that helps employers to know about you quickly. Thì CV đó là một cái văn bản, nó sẽ chứa đựng tất cả những kinh nghiệm làm việc và về nền tảng giáo dục của bạn mà giúp cho nhà tuyển dụng hiểu biết về bạn một cách nhanh nhất có thể. A CV shows why you are an ideal candidate for the job.
Và cái CV của bạn nó phải thể hiện được là vì sao bạn là một ứng viên lý tưởng cho vị trí đó dưới góc nhìn của nhà tuyển dụng. You should think of your CV as an advertisement and you are the product for sale. Phần này rất quan trọng. Khi các bạn viết CV, các bạn phải nghĩ rằng đây chính là công cụ quảng cáo cho các bạn và bạn đang là một sản phẩm được đem ra bán. Bạn đang là một sản phẩm được đem ra bán. Bạn bán cái gì? Bạn bán sức lao động của bạn, bạn bán trí tuệ của bạn, bạn bán chất xám của bạn. Và vì sao nhà tuyển dụng lại muốn mua sản phẩm, muốn mua bạn ở cái mức giá cao nhất, ở mức giá cao nhất có thể? Thì khi đó bạn phải biết cách sell, bạn phải biết cách đánh bóng bản thân mình thông qua một cái công cụ quảng cáo, đó chính là CV. Ok, purpose of a CV. A CV is an important job search tool. The objective of a CV is to get you an interview. Cái nhiệm vụ quan trọng nhất của CV đó là bằng mọi giá CV phải là một chìa khóa để dẫn bạn bước vào cánh cửa mà người ta mời bạn đến buổi phỏng vấn. Bạn cần phải đi đến một buổi phỏng vấn nữa, nhưng làm sao người ta lại chọn bạn, lọc bạn trong hàng trăm CV để đi đến vòng phỏng vấn để bạn thực sự thể hiện được năng lực của chính mình qua buổi phỏng vấn đó. Ok, a CV leaves a lasting impression on a prospective employer. CV sẽ thể hiện với nhà phỏng vấn, nhà tuyển dụng đó là bạn thực sự là người có ấn tượng, gây ấn tượng lâu dài dưới góc nhìn của nhà tuyển dụng. It must be able to highlight your achievements in a persuasive and concise manner. Và CV sẽ giúp cho bạn làm nổi bật lên, tô điểm thêm những thành tựu của bạn mà bạn đã đạt được trong khoảng thời gian vừa qua. In most cases, having the best resume often gets you hired. Và trong rất nhiều trường hợp thì việc mà bạn có được một CV hiệu quả sẽ giúp cho bạn được tuyển dụng vào vị trí mà bạn yêu thích. Why should we hire you? Bạn phải đứng trên góc nhìn của nhà tuyển dụng để bạn trả lời được câu hỏi tại sao nhà tuyển dụng tuyển bạn mà không phải bất kỳ ai khác trong số vô số người cạnh tranh. Có ví dụ như ra trường cùng với bạn, cùng thời điểm với bạn trong khoa ngoại ngữ sẽ có 400 sinh viên năm tư. Tại sao chọn bạn mà không phải 399 bạn còn lại? Đó là cô chỉ nói đến khoa ngoại ngữ Đại học Công nghiệp thôi. Còn đồng loạt trên toàn quốc sẽ có hàng chục ngàn sinh viên năm tư ngành tiếng Anh sẽ ra trường cùng lúc với bạn. Tại sao mà chọn bạn mà không chọn hàng chục ngàn người khác? Bạn phải nhấn mạnh người đó. Ok, so a good CV will stand out from the crowd. Draw attention to your relevant skill, experience and achievements and potential. Create such an impression on the employer that they will not be able to turn you down for interview. Vậy thì cái CV của bạn phải thực sự nổi bật, nổi bừng bật giữa rất nhiều CV khác. Nó phải thể hiện, bạn phải thu hút nhà tuyển dụng đến kỹ năng mà bạn có, kinh nghiệm bạn có, những thành tựu và những tiềm năng của bạn để gây ấn tượng thật mạnh với nhà tuyển dụng. Ok, rồi các bạn có thể nhìn qua cho cô. This is a bad CV. Đây là một cái CV phải nói là cực kỳ tệ luôn. Các bạn có thể giúp cô nhìn ra xem cái CV này nó tệ ở chỗ nào. CV này nếu mà gửi vào nhà tuyển dụng thì sẽ được đánh rớt ngay lập tức. Vì sao nó tệ? Có thể bạn nào giải thích giùm cô ha. Các bạn có được quyền bật mic không vậy cô Mai? Các bạn được quyền bật mic không vậy cô Mai ơi? Dạ. Ok. Yeah. Rồi nếu mà các bạn được quyền bật mic thì cô các bạn sẽ bấm bấm nút lựa chọn và cô sẽ mời các bạn ha. Cô Mai sẽ giúp cô mời các bạn ha. Thì đã có một số bạn đưa câu trả lời trong bất chat. Khánh An trả lời là do phong chữ lộn, sợ ông kích thước chữ không đồng nhất. Bị Ngô Thị Hương trả lời là do form. Ok, còn, rồi, cô hoàn toàn đồng ý các bạn nè. Còn lỗi sai nào khác nữa không? Các bạn có ai phát hiện ra được không? Cô cần thêm câu trả lời từ phía các bạn ha. Thank you.
Lê Trường Minh Hương trả lời là sai chính tả. Okay, that's right. Thank you. Okay, first, which Andrews? Sai có rất nhiều lỗi sai chính tả đúng không các bạn? Main street, date of birth, experience, Valley Chicken, không biết hoa một cách không đồng đều. What else? Okay, what else? Lips. Minh Hương trả lời là không có mục tiêu, kỹ năng và kinh nghiệm không phù hợp với vị trí tuyển dụng. Yes, very good idea. Okay, ý kiến của bạn xuất sắc luôn. Cô cảm ơn đóng góp ý kiến của bạn ha. Thì cô thấy là ở đây để nhắm đến vị trí xin việc thì ứng cử viên này thứ nhất là biết là chính đại những cái lỗi rất nhỏ. Ngoài ra không nêu bật được về điểm mạnh của mình. Ví dụ như ở đây em nêu về interest nhưng mà em lại nói về playing music, football, pinball, những cái việc đó nó có thật sự thể hiện điểm mạnh của em để em phù hợp, chứng minh là em phù hợp với công việc hay chưa. Ok, vậy thì hoàn toàn không phù hợp và nhà tuyển dụng không có một chút xíu gì ấn tượng. Nhà tuyển dụng cầm đấy CV này chỉ cần trong một giây là đã bỏ qua rồi. Ok, that's right. Cô sẽ lướt qua phần này ha. So when we write a CV, remember that one size does not fit all. Thật ra thì chúng ta sẽ ghi nhớ là không có một cái mẫu CV nào mà nó cố định hết các bạn. Nó không có một mẫu chung cho tất cả mọi người. Mà các bạn có thể sáng tạo, các bạn có thể thiết kế sáng tạo và các bạn có thể đưa nội dung khác nhau. Tuy nhiên, có ví dụ như đây cũng là một mẫu CV của một người, của một ứng cử viên. Đây là một ví dụ ở trên nội dung này thì trên CV này thì ứng cử viên đã đưa ra những thông tin như là personal information, profile, skills, interests, experience, education or languages and computer. Ok, đối với ứng cử viên Marjorie McGahey thì anh này lại đưa ra thông tin cá nhân, personal information, objective, education, work experience, certifications. Nhưng với một cái cách trình bày khác vậy thì hoặc là một chị sinh viên cũ của khoa chúng ta ha, hiện giờ chị đang làm ở bộ phận nhân sự của trung tâm Anh văn Hội Việt Mỹ, chị sinh viên trước đây cũng học khoa ngoại ngữ của mình, khoa ngoại ngữ của Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Ví dụ chị đưa ra CV, CV này là CV thành công của chị, có nghĩa là chị thành công trong việc xin việc vào trung tâm Anh văn Hội Việt Mỹ với vị trí là giáo viên và sau đó chị được upgrade dần lên đến vị trí là trưởng phó học nhân sự như ngày nay. Ok, thì ở đây thì mình có thể thấy là this is personal details, objectives, what do you really want to do, education history. Education history, that is about your education. What else? This is the working experience. Kinh nghiệm làm việc của mình, đúng không? Other experience if you have. And finally, you can talk about your skill, a little bit about your skill. Vậy thì các bạn thấy nè, về tổng quan, chúng ta sẽ có những phần chính mà bạn cần phải rất nên đưa vào trong CV của mình. Bao gồm personal details, objectives, education history, working experience và những kinh nghiệm khác, other experience. Còn cách trình bày và cách thiết kế CV thì nó sẽ dựa vào template. Mỗi bạn có một template khác nhau. Cô sẽ nói thêm về template về sau. Rồi, mình sẽ đi phần đầu tiên các bạn ha. Các bạn có thể chụp màn hình của cô hoặc các bạn có thể ghi chú lại tùy ý. Name and contact details, personal details. Về phần thông tin cá nhân thì các bạn nên đưa gì vào phần thông tin cá nhân? First and last name. Và first và last name này thì bạn nên in đậm lên với cột khởi chữ lớn. Date of birth, place of birth, phone number. Các bạn viết một cái CV rất là đẹp, cuối cùng không để phone number để cho người ta liên hệ gì hết. Thì mình sẽ tránh những cái lỗi này ha. Preferably a landline and cell phone. Thì hiện giờ mình cũng ít có số điện thoại nhà lắm, điện thoại bàn lắm. Bây giờ đa số chúng ta sử dụng cell phone thì chúng ta sẽ để vào. Work appropriate email address. Cái phần address này thì các bạn nên chọn một cái email nào mà nó phù hợp với mình. Bây giờ các bạn cũng chuẩn bị đi xin việc rồi, những cái email nào mà nó ngây thơ quá, nó dễ thương mà hồi sinh viên của mình hoặc hồi học sinh của mình thì thôi, mình tạm biệt cái email. Đây, mình thay bằng những cái email, ví dụ như email của cô là Lê Phạm Thiên Thư at gmail.com.
có thể là như vậy, nhưng mà mình đừng có chọn như là cô bé dội hờn @gmail.com hoặc là chàng trai cô đơn @gmail.com, thì nhà tuyển dụng đọc vào nó thấy rất là funny, đúng không? Nó sẽ mất đi sự trang trọng cho cái chứng minh cái sự trưởng thành của mình. Vậy thì những email nào có thể là mình nó hài quá, hoặc là nó nghe nó chưa có được chuyên nghiệp, thì các bạn nên đổi email. Đó là việc nghiêm túc các bạn ha. Postal address including area code, thì bạn có thể thêm vào cái địa chỉ của bạn cùng với lại cái số bưu điện của bạn nếu cần thiết. For example, full name Phạm Trọng Trường, date of birth, place of birth Ho Chi Minh City, your address, mobile phone number, email, and gender, marital status. Nếu bạn cảm thấy cần thiết là đưa thêm tình trạng hôn nhân gia đình thì bạn có thể đưa, hoặc các bạn có thể lướt qua. Nhưng mà theo cô nghĩ thì các bạn nên đưa thêm cái marital status, tại vì đa số các bạn là single. Thì single, khi mà người ta thấy single á, thì người ta cũng có thể đánh giá về cái mặt là bạn đang rất là còn trẻ, khỏe, toàn tâm, toàn ý cho công việc này. Các bạn không có bị vướng bận nhiều về phía gia đình. Hoặc có một số vị trí người ta cần biết, ngoài cái tên người ta có thể đoán ra, nhưng người ta cũng cần biết là công việc đó đang cần tuyển một nam thay vì một nữ, hay là tuyển một nữ thay vì một nam, thì người ta sẽ phù hợp hơn, người ta không cần hỏi lại bạn nữa. Ok, part 2, objectives. Các bạn sẽ đưa rất rõ mục tiêu công việc của mình vào. Mục tiêu công việc của bạn, mục tiêu công việc này vì sao bạn biết? Khi mà bạn nhìn cái đăng tin tuyển dụng, đúng không? Khi bạn nhìn cái đăng tin tuyển dụng trên báo, trên website, hoặc là trên các trên Facebook, ở bất kỳ kênh nào, thì bạn hiểu được cái mục tiêu công việc là gì bạn đưa vào. Tại vì cùng một lúc công ty đó có thể tuyển dụng nhiều vị trí khác nhau. Nếu mà bạn không ghi mục tiêu công việc thì họ sẽ không biết bạn đang muốn vào vị trí nào, và một lần nữa họ lại quăng hồ sơ của bạn qua một bên. Thì bạn phải ghi mục tiêu công việc bạn rất rõ, ví dụ English teacher hoặc interpreter hoặc tour guide, có ví dụ ghi rất rõ. Relate to a specific occupational title. Your resume objective is the first thing the hiring manager will read. He or she will be using that opportunity to quickly size you up. Focus on how you would benefit the employer and be clear. Rồi, mục tiêu công việc của bạn, bạn cần ghi rất rõ ha. Short and to the point. Ngắn gọn và thẳng vào vấn đề. Cô ví dụ như... Ok, cô quay lại đây một lần nữa. Các bạn vẫn đang thấy CV của chị Quỳnh Như đúng không? Objectives của chị là gì? Pursuing in the field of education as a competent English teacher. Chị đang muốn theo đuổi về lĩnh vực giáo dục với vai trò là một giáo viên tiếng Anh có năng lực. Striving to become a curriculum developer for English language learning programs in the future. Và chị rất mong muốn đi trở thành một cái nhà phát triển chương trình học thuật về mảng tiếng Anh, đặc biệt là về các chương trình tiếng Anh trong tương lai. Ok, đây là objectives công việc mà bạn hướng đến. Bạn thực sự muốn làm gì? Thì nhà tuyển dụng sẽ nhìn vào đây để xem là nó có fit, nó có phù hợp với vị trí mà họ đang muốn tuyển không? Và họ có thể nâng cấp bạn lên trong tương lai không? Và họ có thể nhìn thấy được, nhà tuyển dụng có thể nhìn thấy được luôn là cái cô gọi là cái tham vọng của bạn, cái lộ trình thăng tiến mà bạn muốn tìm hiểu và bạn muốn tiến đến trong tương lai là gì? Nếu bạn thể hiện được điều này, họ sẽ thấy được bạn là một người có tầm nhìn và bạn có một cái lộ trình rõ ràng, nghiêm túc trong việc xin việc, chứ không có xin cho vui. Ok, now continue. This is about the objectives. The next point, I gave the objective here already. Phần thứ ba mà bạn cần thể hiện trên CV đó là education history. Cái phần... hoặc là các bạn có thể gọi là educational background. Cái này chỉ là hai cái tên thôi, các bạn dùng từ nào cũng được. Educational background, nền tảng giáo dục của bạn là gì? Thì thật ra các bạn không cần phải ghi nền, tại vì các bạn đang là sinh viên năm tư đại học thôi, thì các bạn có thể ghi từ đại học. Các bạn có thể ghi từ đại học. Có một số bạn, nếu các bạn từ cấp 3, các bạn từng học từ những ngôi trường danh tiếng. Ví dụ bạn học từ trường đào tạo học sinh giỏi, bạn học từ trường chuyên Trần Đại Nghĩa, hoặc là trường chuyên Lê Hồng Phong, thì bạn có thể ghi vào. Còn nếu bạn học ở một trường cấp 3 bình thường thì bạn có thể lướt qua chẳng hạn, tại vì bạn chỉ rút trích những cái thông tin nào thật sự gây ấn tượng với nhà tuyển dụng thôi. Vậy thì ở đây khi mà các bạn tốt nghiệp ngành ngôn ngữ Anh
của Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, các bạn nhận được bằng cử nhân thì các bạn sẽ ghi như thế nào? Các bạn lưu ý là chúng ta sẽ ghi theo thứ tự thời gian nha các bạn. Có nghĩa là gần nhất ở trên, xa nhất ở dưới. Thế này chúng ta đôi khi chúng ta nhầm lẫn. Các bạn có thể ghi là các bạn ghi theo lịch sử, các bạn ghi xa nhất ở trên thì chưa đúng. Mà chúng ta phải ghi là cái trong tất cả nhiều bằng cấp chúng ta đã học thì cái gần nhất sẽ nằm ở trên. Cái đạt được gần nhất nằm bên trên cùng và giảm dần theo thứ tự thời gian. Ví dụ Bachelor Degree 2014-2018 Industrial University of Ho Chi Minh City, Major English Linguistics, GPA 3.25, Rank Very Good. Chị này xếp loại sinh viên giỏi khi tốt nghiệp các bạn ha. Other courses, ngoài ra có học những khóa học nào nữa không? Ví dụ như chị Như có học khóa học từ tháng 6 đến tháng 8 2018 trong 3 tháng. Chị có học một khóa TESOL, TESOL khóa số 3 ở trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Thì chị sẽ ghi ra bạn chị đã học cái gì. Dĩ nhiên cái điều mà bạn học này nó phải bổ trợ, nó phải phù hợp với lại cái nội dung mà bạn muốn xin việc. Với vị trí mà bạn muốn xin việc. Bởi vì chị đã nhắm ngay từ đầu là chị thành một giáo viên tiếng Anh, nên chị đã đi học khóa TESOL. Còn nếu như các bạn học về khóa quản trị kinh doanh nè, khóa kế toán cơ bản nè, khóa thư ký văn phòng nè, thì nếu bạn có học những khóa đó thì bạn sẽ ghi vào nếu bạn hướng đến công việc là, hoặc có những cái khóa về phiên dịch, biên dịch ngắn hạn 3 tháng, 6 tháng, bạn có thể ghi vào để nó phù hợp cho cái vị trí công việc của bạn. Number 4, Education History. Number 4, Work Experience. Nội dung thứ tư bạn đưa vào trong bài CV của mình, đó là phần kinh nghiệm làm việc. List skills relevant to the targeted position. Các bạn sẽ liệt kê tất cả các kỹ năng mà nó liên quan tới vị trí bạn hướng đến. The job title. Ngay cả đó khi là một cái công việc part-time. Cô thấy các bạn năm 3, năm 4 các bạn khá là năng động và các bạn giỏi hơn rất nhiều so với cái thời sinh viên của cô. Đó là các bạn đi làm thêm rất nhiều. Các bạn đi làm thêm có thể vì mục đích tài chính, có mục tiêu tài chính, nhưng mà cũng có thể là vì các bạn muốn tích lũy thêm kinh nghiệm và các bạn muốn cọ sát để trưởng thành hơn, thì đó cũng là một điều rất tốt. Bạn có thể đưa vào trong CV của mình để chứng minh với nhà tuyển dụng là bạn không phải là một tấm chiếu mới khi mà bạn mới ra trường, bạn ngơ ngơ ngác ngác, ok, mà bạn đã từng đi làm, bạn cũng hiểu về thế giới đi làm là như thế nào, bạn có sự năng động tương đối và bạn đã sẵn sàng cho công việc. Name and location of the organization. Bạn có thể cung cấp thêm tên và vị trí của tổ chức mà bạn đã từng xin làm việc. Days of employment, khoảng thời gian mà bạn đã từng làm việc ở nơi đó là gì. And a brief description of your accomplishments. Và bạn có thể đưa thêm một cái mô tả ngắn gọn về những thành tựu mà bạn đạt được khi bạn đi làm thêm ở vị trí đó. Bất kỳ vị trí gì bạn đều có thể đưa vào ha. Ví dụ có một bạn xin ở vị trí tour guide, thì những vị trí này thật ra, những kinh nghiệm làm việc này thật ra nó cũng chưa phù hợp với tour guide đâu. Nhưng nó chứng minh cho nhà tuyển dụng rằng bạn đã từng đi làm, có kinh nghiệm làm việc, bạn sẽ khá nhanh nhẹn, phản xạ với lại khách hàng. Bạn đã từng cọ sát hoặc là bạn đã từng có kinh nghiệm để tương tác với lại khách hàng bằng nhiều cách khác nhau. Thì bạn này đưa ra work experience là gì? Used to work trong khoảng thời gian tháng 9 đến tháng 11 ở năm 2014. Bạn đã từng làm ở La Vita Bakery, Thảo Điền, ok, và vị trí của bạn là full time salesman, người bán hàng toàn thời gian. Chẳng hạn, September to April, a coffee shop, Quang Trung Street in Gò Vấp District, and position is staff member, là nhân viên của một coffee shop ở đường Quang Trung. Hoặc là từ 2011-2012, KT Offline Shopping Store District 1-345 gì đó, và cũng làm vị trí là part-time salesman. Okay. Các bạn cũng thấy một lần nữa về work experience, các bạn sẽ cần trình bày theo cái hướng là gì? Các bạn sẽ trình bày theo hướng là gần nhất, thời gian gần nhất cho đến thời gian xa nhất. Còn đối với vị trí teacher as 2018 to now, Yola Institute position teacher duties being in charge of Dolphins program.
Teaching English for children from 6 to 9 years old. Bạn có thể nói ngắn gọn và rất rõ ràng về nội dung, về mục tiêu, về cái nhiệm vụ công việc mà bạn đã từng phải chịu trách nhiệm là gì? Okay. April to now, the US achievement, TA of the year. À, chị này đã từng làm ở làm trợ giảng ở Trung tâm Anh văn Hội Việt Mỹ. Hay là bạn làm trợ giảng bất kỳ trung tâm nào cũng được. Và cái achievement mà chị đã từng đạt được là gì? TA of the year. À, trợ giảng của năm, đúng không? Đây là một thành tích mà đạt được. Hoặc ví dụ như bạn đi, bạn có thể đã từng là đến vị trí là tổ trưởng của promotion girl cũng được. Bạn đi phát hẹp, bạn là một PG, nhưng mà bạn đã được lên chức tổ trưởng, bạn quản lý các bạn khác, hoặc là bạn được sếp của bạn khen là bạn làm việc rất tích cực, là một nhân viên tích cực, thì bất kỳ giải thưởng nào bạn cũng sẽ ghi vào đây đều rất quý giá các bạn ha. Duties being in charge of kids position, và bạn có thể ghi ngắn gọn nhiệm vụ của bạn ra là gì để người ta hiểu rõ là bạn đã có kinh nghiệm trong những việc gì. Rồi, số 5, nội dung số 5 đưa ra trên CV đó là những cái skills, những kỹ năng nào nổi bật nhất mà bạn có. Collaboration, kỹ năng hợp tác. Time management, ở đây dấu sao là thể hiện cái điểm mạnh hoặc điểm yếu của bạn ha. Detail orientation, dedication, creativity. Ok, thì bạn sẽ ghi ra bạn là một người rất là chi tiết. Bạn là một người rất toàn tận tâm, dedication, rất là tận tâm trong công việc. Bạn có sự sáng tạo, bạn quản lý thời gian trung bình thôi, chưa tốt lắm, nhưng mà bạn có sự hợp tác. Ok, thì đây cũng là một cái nội dung mà bạn có thể đưa ra. Ok, rồi. Ngoài những skill đó, bạn trình bày theo cách đó, bạn có thể trình bày theo cách kẻ bản. Ví dụ như kỹ năng đánh máy của bạn 50 từ một phút. Bạn có thể biết về Microsoft Office như là Word, Excel, PowerPoint. Hay bạn còn biết thêm Canvas, Prezi, hoặc là rất là nhiều phần mềm khác, thông dụng khác. Soft skill, time management, problem solving, presentation, communication skill. Ví dụ như bạn hướng tới vị trí là giáo viên tiếng Anh ở một trung tâm ngoại ngữ nào đó. Trong cái thời điểm COVID vừa qua, bạn đã được học cái kỹ năng là dạy online. Vậy thì những cái apps online nào giúp cho bạn việc dạy online tốt hơn, bạn có thể kể ra. Second language, bạn có thể ghi ra ngôn ngữ hai của mình, ví dụ như là Chinese. Kỹ năng giao tiếp của bạn fluently, certificate B level. Hoặc bạn biết một ngôn ngữ nào thì bạn cứ ghi ngôn ngữ đó ra. Nội dung số 6 về các hoạt động xã hội, social activities. Khi mà các bạn đi, các bạn trong quá trình bạn là sinh viên á, thì nhiều bạn nghĩ là thôi tôi chỉ tập trung học hành thôi, tôi không cần tham gia hoạt động xã hội đâu. Nhưng thật ra những nhà tuyển dụng cực kỳ yêu thích và rất có ấn tượng và rất ưu tiên cho những đối tượng xin việc mà đã từng tích cực tham gia các hoạt động xã hội và các hoạt động đoàn đội. Tại vì nó thể hiện là gì? Bạn là một người sẵn sàng đánh, bạn là một, thứ nhất là bạn là người năng động là đương nhiên nè. Bạn có kỹ năng giao tiếp tốt bởi vì bạn hoạt động đoàn đội mà. Bạn giao tiếp tốt, tương tác tốt. Bạn có thể dành một chút thời gian của cá nhân để bạn tham gia vào các hoạt động đoàn đội, đó là những hoạt động cộng đồng. Những hoạt động đem lại lợi ích cho cộng đồng. Khi mà bạn quên đi bản thân mình một chút để mà để bạn làm các hoạt động cộng đồng đó, thì chắc chắn bạn sẽ là một nhân viên toàn tâm, toàn ý và cống hiến hết mình cho công việc về sau. Về những bạn nào mà có những bạn đoàn viên nè, hoặc là những bạn mà đã từng hoạt động cộng đồng rất tích cực nè, tham gia vào những hoạt động cộng đồng rất tích cực, những hoạt động xã hội rất tích cực, bạn đưa nội dung vào trong CV sẽ ấn tượng rất mạnh đối với nhà tuyển dụng. Ví dụ như một thành viên đã từng là active member of Green Summer Volunteer Campaign at Lê Thị Hồng Gắm High School. Bạn đã từng tham gia mùa hè xanh và bạn là thành viên tích cực, hoặc là bạn đã được khen ngợi gì đó không? Thậm chí bạn đã từng đi hiến máu cũng được, bạn thì ghi vào đây. Đó, tất cả những thông tin đó. Active member of singing club. Bạn là một thành viên tích cực trong câu lạc bộ văn nghệ của trường Đại học Miền Nam, trường Đại học Kinh tế Miền Nam chẳng hạn. Got the second prize for single performance. Và lần đó bạn đã thi bằng được giải nhì.
Có một số công ty người ta rất thích những người mang tính giải trí cao, ví dụ như những người hài hước, những người hát hay, những người có khả năng đem đến niềm vui cho nhiều người khác, thì họ sẽ ưu tiên hơn. Okay. Đó là social activities. Phần này có thể là nó không thực sự quan trọng, nhưng một số nhà tuyển dụng họ vẫn quan tâm. Phần số 7, hobbies. Đó là về personalities của bạn. Bạn có thể nói về sở thích, bạn có thể nói về tính cách của bạn. Hobbies ví dụ như traveling, singing, making new friends. Hobbies này tưởng như là nó không liên quan tới nội dung sinh viên, nhưng thật ra nó phần nào nó thể hiện tính cách con người của bạn, và biết đâu được những thói quen, những sở thích này của bạn trùng với sở thích của nhà tuyển dụng, là cái ông chủ mà cầm đơn xin việc của bạn đó, tự nhiên người ta thấy có một nét tương đồng, cái người ta cảm thấy là ồ, có một điểm chung ở đâu đó, bạn có một điểm chung với nhà tuyển dụng, cái người ta cảm thấy có cảm tình mà người ta thích bạn hơn. Ví dụ traveling, tất cả những người nào yêu thích du lịch sẽ là những người hướng ngoại, cởi mở, flexible, uyển chuyển, đúng không? Và rất là dễ tương tác, những người thân thiện nữa. Còn những người thích xí nghỉ, những người thích ca hát, người hát hay thì sao? Thích đem đến niềm vui cho người khác, có thể mang tính giải trí đến cho nhiều người. Và ví dụ như ở trong công ty có những cuộc thi về ca hát, ở trong trung tâm, ở trong trường học, thì những người này có thể là những thành viên nòng cốt, thì họ cũng sẽ có lợi thế hơn so với mình không có gì hết, đúng không? Hoặc là ở đây bạn nói là loving to join in social and community activities, bạn rất thích tham gia vào hoạt động xã hội, bạn rất thích đi từ thiện, bạn rất thích tham gia những hoạt động cộng đồng. Như cô đã phân tích, họ sẽ đánh giá được là bạn là người sẵn lòng để chia sẻ với người khác, và bạn sẽ rất dễ hòa hợp với những thành viên khác trong công ty của họ. Okay. Anything else? Ngoài ra ví dụ như về tính cách, thì bạn có thể nêu lên về điểm mạnh của mình. Having active, creative, humorous mind, dynamic, enthusiastic, responsible, helpful, good at teamwork. Bạn ghi ra những cái điểm mạnh nổi bật nhất của mình mà phù hợp với công việc. Ví dụ, always punctual in every situation. Bạn này luôn luôn đúng giờ trong bất kỳ tình huống nào. Đúng giờ ở đây có nghĩa là có mặt trước 15 phút. Luôn luôn có mặt trước 15 phút so với bất kỳ tình huống nào. Thì bạn này cũng sẽ tạo được thiện cảm đối với nhà tuyển dụng. Ok. Cái phần letter of recommendation thì cô sẽ bỏ qua một chút ha. Rồi bây giờ cô sẽ có một cái hoạt động practice cho các bạn chút xíu. Nãy giờ chúng ta nghe qua về chúng ta đã nghe qua kha khá về các nội dung trong một cái CV xin việc, đúng không các bạn? Ok đấy. Yeah. Cô cho các bạn nhìn lại một lần nữa ha. Ok. Đó là cách trình bày. Rất là may mắn cho các bạn ở thời đại ngày nay. Đó là khi các bạn soạn CV, các bạn có một số công cụ như Canvas sẽ cung cấp cho bạn các mẫu template có sẵn. Và bạn chỉ việc thay đổi, bạn điền vào mà thôi. Nội dung là bạn điền. Còn như thời của cô, hoặc là ngay cả như thời của chị Như, không có xuất hiện Canvas gì hết. Hoàn toàn làm trên Word, hoàn toàn thiết kế CV trên Word, nên là đôi khi nó cũng chưa được đẹp mắt lắm, hoặc là muốn đẹp mắt thì phải tốn rất là nhiều thời gian để thiết kế một cách chuyên nghiệp và ấn tượng. Các bạn nhìn vào CV các bạn thấy rất là cảm giác đầu tiên của mình là gì ha? Rất là sạch sẽ, đúng không? Gọn gàng và trình bày một cách khoa học, logic, đúng không? Ấn tượng rất tốt, và trong một trang A4 thôi mà phải thể hiện tất cả nội dung đầy đủ nhất mà mình muốn. Rồi các bạn đợi cô một tí, cô sẽ giới thiệu với các bạn về cái trang Canvas ha. Các bạn ở đây, các bạn đã biết về Canvas chưa ha? Các bạn nào có tài khoản Canvas không? Các bạn có tài khoản Canvas không các bạn? Chỉ có dùng free thôi cô ơi. Free thôi, cô đâu có cần phải đóng tiền, cô cũng sang free mà. Mình đâu cần phải mua tài khoản Pro đâu. Pro thì nó nhiều hơn, nhưng mà free cô thấy cũng rất đủ để sử dụng rồi. Không có cần phải mua bản Pro. Rồi bây giờ bây giờ làm sao nhỉ? Cô sẽ gửi qua, nó hơi vòng vòng xíu.
cô sẽ gửi qua cho cô gửi qua cho cô Mai cái đường link Canvas, nhờ cô Mai copy vào trong chat box dùm cho các bạn dùm cô ha. Rồi. Bây giờ vẫn có bạn xin vào hả ta? Rồi, cảm ơn cô Mai. Hơi lắc xíu nha các bạn. Nó qua hơi lâu xíu nha các bạn. Rồi các bạn ơi, đây là một cái mẫu canvas mà cô muốn giới thiệu với các bạn. À, đây là một cái mẫu canvas bất kỳ thôi, chứ không phải nhất thiết mình làm cái mẫu này. Ok Thủy Tiên ơi, Thủy Tiên khoan, chỉnh sửa gì của cô hết nha. Các bạn khoan chỉnh sửa gì của cô hết nha. Ok. Đây là một cái cô đang lấy tên tiếng Anh của cô là Tammy Lee. Ok, nhưng mà cô chưa chỉnh sửa nhiều. Cô đang muốn apply cho cái vị trí là English teacher. Và cô để một cái hình trên đây, thậm chí các bạn có thể thay đổi được hình luôn. Đây là một cái mẫu canvas có sẵn. Nó cũng khá là đẹp đúng không? Còn nhiều mẫu đẹp khác lắm. Các bạn có thể lựa chọn thêm. Rồi bây giờ để thực hành cho phần này á, thì các bạn có thể nhìn xuống cái chỗ nút thêm trang nè. Trên điện thoại vẫn làm được luôn nha. Hôm qua cô thử trên điện thoại rồi, các bạn vẫn có thể làm được. Nhấn nút thêm trang khi các bạn nhấn nút. À, để cô coi phải không. Khoan, cô xin lỗi, chưa phải, cô hướng dẫn chưa đúng. Đợi chút. Làm sao để vào trong chỗ này. Tạo bản sao các bạn. Các bạn nhìn cái dấu ở phía trên này các bạn ha. Nó có hình dấu cộng á. Ở bên là thùng rác, các bạn đừng quăng vào thùng rác nha. Đừng bấm vào thùng rác nha các bạn. Các bạn bấm vào cái nút tạo bản sao này đúng không? Khi các bạn bấm cái nút tạo bản sao thì ở bên dưới nó sẽ tự xuất hiện thêm một bản sao. Đó là trang 2. Cô đang thấy Ngân thấy Thanh tạo một bản sao. Rồi mỗi bạn sẽ tự một nút tạo bản sao. Rồi cô thấy Phòng Phúc Nguyễn cũng vừa mới tạo một bản sao nè. Rồi rất nhiều bạn tạo bản sao rồi. Vậy thì đây là một cái bản sao của cô. Bây giờ các bạn sẽ thực hành, các bạn sẽ đưa thông tin của chính bản thân mình lên cho một cái vị trí. Cô ví dụ như là các bạn đang muốn xin tuyển dụng vào một trong một trung tâm ngoại ngữ. À, các bạn muốn xin tuyển dụng vào trong một trung tâm ngoại ngữ. Cô cho là trung tâm ngoại ngữ Anh Văn Hội Việt Mỹ đi được không? Rồi Anh Văn Hội Việt Mỹ. Thì các bạn sẽ điền thông tin của mình như thế nào? Các bạn sẽ điền thông tin. Cứ cho rằng các bạn giữ cho cô những vị trí này. English teacher giữ nguyên. English teacher các bạn giữ nguyên. Objectives giữ nguyên. Certification thì các bạn cần thay đổi về bằng cấp. Contact details các bạn có thể thay đổi. Rồi về phần career summary là nó tương đương với the working experience, kinh nghiệm làm việc đó. Thì các bạn sẽ ghi kinh nghiệm làm việc ra ở hai khung này. Educational history là quá trình bạn học tập vừa qua của bạn. Bạn đã học ở đại học nào, hoặc bạn đã học trường cấp 3, hoặc có bất kỳ khóa học nào bạn đã từng tham gia, bao gồm cả chứng chỉ tiếng Anh, chứng chỉ tin học, chứng chỉ tiếng Anh, chứng chỉ tin học, hoặc là những chứng chỉ về kỹ năng mềm mà bạn học thêm bên ngoài. Và bạn có cái language skill nào hay không, thậm chí bạn muốn thêm nội dung vào thì các bạn cũng có thể thêm. Rồi. À, các bạn hiểu được một nội dung yêu cầu của cô chưa? Có ai thắc mắc gì không? Thì bật mic lên. Hiện giờ cô thấy đang có khoảng 27 bạn đã tạo bản sao. Tammy Lee là tên của cô. Bạn sẽ tự thay vào bằng tên của bạn ha. Và cô sẽ ưu tiên sửa cho 5 bạn đầu tiên. Cô sẽ ưu tiên góp ý CV cho 5 bạn đầu tiên hoàn thành. Khi bạn hoàn thành thì bạn bấm chữ done vào trong chat box. Và cô Mai sẽ giúp cô xác định xem bạn nào hoàn thành đầu tiên ha. Ok, các bạn có 10 phút. Các bạn có 10 phút để thực hiện phần này. Và trong đó sau thì cô sẽ mở một chút xíu music. Ok, cô thấy càng lúc càng có đông bạn, càng có lúc đông bạn thực hành nè. Các bạn muốn thay đổi rất dễ, các bạn chỉ bỏ chuột vào hoặc các bạn trên điện thoại được, các bạn lấy tay bạn click vào thôi. Và sau đó bạn thay đổi nó thôi các bạn. Rất là dễ nè, thấy không? Ok, rất là dễ. Điều chỉnh. Ôi, à, cái gì vậy? Không có điều chỉnh trên cái tờ của cô nhé. Hello. Ủa,
cái này của cô, các bạn muốn điều chỉnh, các bạn điều chỉnh ở trên, các bạn tạo bản sao và điều chỉnh bên dưới, bấm vào nút dấu cộng tạo bản sao nè, nó sẽ nhảy ra cái tờ của bạn ở bên dưới. Còn cái này của cô không có chỉnh của cô nha. Rồi các bạn có 10 phút ha. Cô Thư ơi, không mấy cô Thư khóa cái trang của cô Thư được không cô Thư? Khóa cái này lại. Yeah. Ok, rồi, khóa luôn rồi đó. Rồi các bạn tự làm bên dưới nha. Cảm ơn cô Mai đã nhắc nha. Dạ, cái gì cô Thư? Các bạn có cần một chút xíu âm nhạc cho cuộc đời nó vui tươi hơn không nhỉ? Cô Mai có nghe được tiếng nhạc Mai ơi? Chưa, em không nghe cái gì. Em cũng chưa nghe thấy tiếng nhạc cô Thư à. No, my, I like your style. You make me wanna cry. I'm going under and this time I fear there's no one to save me. This all or nothing really got a way of driving me crazy. I need somebody to heal, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way I'm not a pain. Now today bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled around. I was getting kinda used to being someone you loved. And I tend to close my eyes on times I fall into your arms. I'll be safe in your sound till I come back around. For now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting on your love, and now the day bleeds into
tonight fall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you love. Con thấy là có một số bạn sửa được cái tên luôn rồi đó. Mới sửa được cái tên. Không biết chừng nào mới xong nữa. I'm at a party I don't wanna be at. I don't ever wear a suit and tie yet. Wondering if I sneak out of bed. Nobody's even looking me in my eyes. Then you take my hand, finish my drink, say shall we dance? You know I love you till I ever take. You make it better like that. Don't think I fit in at this point. When I'm with my baby, yeah. Cause I don't care, long as you just hold me near. You can take me anywhere. And you're making me feel like I'm loved by somebody. I can deal with the bad nights. When I'm with my baby, yeah. We at a party we don't wanna be at. Trying to talk but we can't hear ourselves. Spread your lips, I'd rather kiss them right back. With all these people all around, I'm crippled with anxiety. Told it's where I'm supposed to be, you know what? It's kinda crazy cause I really don't mind. And you make it better like that. Don't think we fit in at this party. Say, oh yeah, yeah. When we walked in, I said I'm sorry, but now I think that we should stay. Cause I don't care when I'm with my baby, yeah. All the bad things disappear, and you're making me feel like maybe I am somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby, yeah. Care, long as you just hold me near, you can take me anywhere, and you make me feel like I'm loved by somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby. Okay, các bạn ơi, cô. À, có lẽ là cô sẽ dừng cái phần thực tập lại đây. Các bạn về nhà, các bạn cứ thực hành giùm cô nhé. À, tại vì cô sợ là không đủ thời gian đó. Mình chuyển sang nội dung phần tiếp theo ha các bạn. Các bạn có thời gian điều chỉnh thêm. À, trên Canvas có rất là nhiều mẫu. À, trên Canvas có rất là nhiều mẫu template về nội dung... Có rất là nhiều nội dung các CV mẫu mà các bạn có thể lựa chọn. Được chưa? Ok. Vậy thì chủ yếu là ngày hôm nay các bạn đã được cô giới thiệu về thứ nhất là về các phần khác nhau trong một CV. Và vì sao mình cần phải chăm chút cho cái CV của mình, nó trở nên quan trọng. Một số điều mà mình cần lưu ý để cho CV của mình trở nên ấn tượng hơn trong mắt của nhà tuyển dụng. Như cô đã nói là họ chỉ có từ 4 đến 6 giây để xem CV của bạn thôi. Ok. Rồi, bây giờ cô xin chuyển tiếp sang nội dung thứ hai của buổi hội thảo ngày hôm nay, đó là phần viết thư xin việc. Nhưng mà trước khi mình thực hiện phần viết thư xin việc thì cô Thư nhờ cô Mai gửi cho các bạn cái đường link Quizy mà cô Thư đã gửi vào trong chat box, gửi vào Zalo cho cô Mai đó. Các bạn, cô Mai gửi vào chat box xin cô Thư với.
Cô Hằng ơi, cô Hằng nói được chưa? Các bạn ơi, chào mừng cô Hằng quay lại với lớp học của chúng ta nha. À, xin chào mọi người, tôi đã nãy giờ trục trặc kỹ thuật nhiều quá, không có tham gia được, cũng không có tham gia cho các bạn làm game được. Thì cái game số 2 này chính nhờ cô Thư với lại cô Mai tiến hành cho các bạn làm. Vậy là cô Thư đã gửi được cái link đó, cô Mai mở ra là thấy theo đường link của học trò là được rồi, phỏng cô Mai. Về cái đường link em mới gửi qua thì mở được, các bạn có mở được không? Các em xem thử các em có mở được không, nếu không mở được thì cô sẽ đọc cái mã. Tức là không vào bằng link mà mình sẽ chịu khó bấm vào trong cái website cho myquy.com á. Sau đó mình đọc cái mã. Tại vì hiện tại cô không truy cập được trên máy tính của cô mà cô chỉ có truy cập cái game này ở trên điện thoại được thôi. Nên là không cách nào gửi cho các bạn được. Các bạn có thông tin gì phản hồi không vậy cô Mai ơi? Cô đọc code cho em đi cô. Đọc code? Cô Thư có code ở đó không? Tại vì cô Hằng bây giờ lại vào bằng điện thoại, có khi nó lại nó lại 2-3 cái code ở trong này. 9095. Đó, đúng rồi đó. Khác lại cái code của cô Hằng rồi đó. Vì cô Mai gõ vào trong chat box cho các em đi. 789095 đi. Dạ em gửi rồi. Thì trong khi chúng ta làm cái bài này nó chỉ có 7 câu hỏi thôi. Và trong một cái thời gian ngắn, và nó có một cái từ mới, có thể là mới với các bạn, đó là từ tagline ha. Thì nó gần gần đồng nghĩa với từ slogan. Cho nên là khi chúng ta đọc bài á, đọc câu hỏi thì chúng ta để ý cái từ đó ha. Và chúng ta chơi game xong thì cô sẽ nói cái mục đích của cái trò chơi này ha. Cô Mai không biết là mấy bạn chơi tới đâu rồi, cô Hằng giờ không vô được, cứ ngồi nhìn không. Em xin phép chia sẻ màn hình. À, cảm ơn cô Mai. Wow, Quỳnh Hương chơi nhanh quá kìa. Huỳnh Gia Bảo vượt lên rồi. Wow, Huỳnh Gia Bảo hoàn thành luôn phần thi của mình luôn rồi. Giỏi quá con, làm đúng quá. Giỏi vậy. Lộ đề hay sao vậy cô Hằng? Chắc vậy quá không? Mà bạn Huỳnh Gia Bảo là bạn nào nha? Bạn Huỳnh Gia Bảo là bạn nào? Bạn Huỳnh Gia Bảo rất là xứng đáng được phần thưởng cho ngày hôm nay luôn đó nha. Huỳnh Gia Bảo thì ơi, cái link quiz nó có đáp án luôn mà cô ơi. Ủa là sao? Cô có nhìn thấy đáp án luôn mà không biết chơi chỗ nào. Đặt bạn đi vô. Ủa sao cô Hằng? Cô Hằng gửi sao cái link có đáp án luôn vậy cô Hằng? Cô Hằng nhờ cô Mai với cô Thư thì cô Hằng phải gửi link của giáo viên và cô Thư với cô Mai sẽ vô mở cái lớp thông thường cho học trò làm. À, ok, vậy là chút xíu trục trặc trong kỹ thuật rồi. Về vận bảo rất là lanh. Không, bây giờ tắt đi làm lại được mà. À, chỉ cô Mai với lại cô Thư làm lại dùm cái. Chứ giờ cô Hằng bó tay rồi, cô Hằng chỉ có ngồi nhìn thôi, không làm được gì. Thôi chúng ta làm lại nha. Bảo ơi, xé nhắc làm lại nha Bảo. Dạ cô. Cô Mai ơi, tắt đi cô Mai. Rồi, tắt đi. Đây, cái link của Hằng gửi cô Mai với cô Thư là cô Hằng có nói là link không, cô Hằng cứ gửi cái link mà các em làm luôn, cô Thư chỉ pass qua thôi chứ cô Thư đâu điều chỉnh gì nữa. Bởi vì em mở không được cho nên mới bó tay đó, em không mở được để mà gửi luôn á. Từ hồi nãy giờ, từ đầu buổi đến giờ, từ game thì là sẽ bấm nút giao bài hả hay sao? Bây giờ nha,
bây giờ mọi người đợi em chút xíu, em sẽ mở cái phần link của em, nó nằm trên điện thoại thì mở được, và mọi người chịu khó không thể bằng vào link Google được, link sao chép được, mà chỉ có vào bằng shawnmyquay.com xong rồi đọc số thôi, thì thử lại lần nữa xem thử là nó có bị trục trặc nữa hay không. Đây mọi người, chúng ta nhắm cái đường link là nhắm vào cái website là shawnmyquay.com, sau đó chúng ta nhắm 020075. Thử lại lần nữa xem thử nha, nếu không thì thật sự là buồn, hôm nay cô trục trặc kỹ thuật nhiều quá. 020075. Đó, có một số bạn bắt đầu vào rồi, 5 người chơi rồi, chơi trên điện thoại của cô Hằng thấy. Các bạn giỏi lắm, các bạn chơi cái này, các bạn rành hơn mình đó mà cô Hằng. Thì đúng là kỹ thuật là rất là rành rồi, chỉ có điều là giáo viên như em hôm nay là máy tính bó tay, không có làm cái gì trên này hết, nên xui quá. May nhờ có cô Thư với cô Mai hỗ trợ, này cô Thư hỗ trợ phần chơi game giùm. Có 35 bạn, 36 bạn. Các bạn vào nhanh quá. Mời cô Mai với cô Thư vào luôn ạ. Nhập mã tham gia là số mấy cô Hằng ơi? 020075. Từ cô Thúy với cô Loan, chúng ta còn ở trong này, chúng ta nhập. Có cô Thúy với cô Loan nữa hả? Đúng rồi, là có cô Thúy với cô Loan á. Bây giờ không biết là cô Thúy với cô Loan là có bận dậy hay không. Năm mươi hai người, 54. Chúng ta chờ một chút xíu để cho các bạn vào khá là đông đủ, rồi chúng ta bắt đầu nè. Chờ thêm 5 phút ha. Các bạn điền tên của mình nha. 5 phút có đủ để cho Bảo các bạn cắt quên đi tán lúc nãy không? Không, chờ nhớ đáp án cũng không sao, nhưng mà phải nhanh tay, phải hết sức nhanh tay. Các bạn ơi, cô Thư cho một cái phần thưởng là bạn nào thắng cái quiz ngày hôm nay sẽ thắng một cái thẻ cào điện thoại 50.000. Cô Thư thử nha, ai hạng nhất nha. Rồi, vậy nè. Ai bạn nào thắng cuộc trong cái quiz cực kỳ khó và lỡ lộ đề của cô Hằng rồi đó thì sẽ được thắng một cái thẻ cào 50, trị giá 50.000 đồng. Trị giá dưới 3 là 50.000 đồng. Cô sẽ gửi cho các bạn, là sau khi các bạn gửi số điện thoại qua cho cô ha, thì cô sẽ mua qua cho các bạn nhé. Ok. Và nói thật là bây giờ cổ của người đây là không bấm bắt đầu lỡ nó lại lộ ra như lúc nữa là cô cứ mỗi bạn 50.000. Không có đâu, chỉ chi khi nào mà cuộc chơi diễn ra một cách gọi là minh bạch thì mới được chứ, chứ còn như khi nãy thì đâu được. Rồi 70 bạn rồi nè, thằng ơi mình có nên bắt đầu luôn để những đối thủ còn lại không mất cơ hội. Chắc vậy quá ha. Tại vì chúng ta nãy giờ cũng mất khá nhiều thời gian cho phần này. Chắc bắt đầu luôn ha mọi người. Rồi 71, 72 bạn. Rồi bắt đầu nha. Chúng ta là bài tấm tắt âm thanh. Không có đáp án cô Hằng ơi, mừng quá. May quá. Lê Ngọc Thiện đang dẫn đầu. Minh Phạm. Phổng Văn đã dẫn lên dẫn đầu. Gia Bảo vẫn đang ở cái vị trí số 6, số 7, top 10 nè. Không thấy tên của cô Thiên Thư với lại cô Mai. Dạ, em lấy tên Tammy á cô, em không dám để tên thiệt, sợ mất mặt đó cô. Em phải lấy tên nickname thôi. Dạ em đang đứng số 42, cô em làm chậm hơn các bạn nhiều. Có một số bạn vào Ngô Thị Hương này, ta cô không có thấy làm cái tháng nào hết, bị trục trặc kỹ thuật. Trà My đang làm đúng hết nè. Wow. Minh Phạm cũng làm đúng hết nè, trong thời gian ngắn nhất này. Bạn Gia Bảo ơi, hồi nãy Gia Bảo lộ đề, sao giờ Gia Bảo vẫn không vượt lên thì Gia Bảo. Nhường đó, Gia Bảo nhường. Ai sẽ được một phần thưởng trị giá dưới 3 tỷ của ban tổ chức đây? Rồi các bạn giỏi
quá sao cô Hương làm sai chân cô hàng này khó dữ vậy trời. Để kiếm được một cái thẻ cào điện thoại 50.000 không dễ. Nãy cô ơi mình chị 82 bạn thì có bạn Vũ Ngọc Dương là Dương chứ chưa làm con nào vậy Dương. Wow, 82 bạn. Nào mà thắng cuộc thì chút nữa nhớ chụp màn hình lại là mình đang đứng nhất nha. Minh Anh. Hiện nay Minh Anh đang đứng nhất, hồi nãy là Minh Phạm. Bây giờ lại thấy tên bạn Minh Anh. Các bạn đã trả lời. Em thấy khá là nhiều người trả lời xong hết rồi này cô Thư ơi. Ừ. Rồi chắc là mình nên show cái đáp án qua một lần. Đúng rồi, show đáp án đi. Để coi là ai là coi hồi hộp quá ai được nhận giải thưởng. Giải nhất ngày hôm nay chị giá 50.000 đồng đây. Rồi giải thưởng siêu lớn, siêu khủng. Dưới 3 tỷ. 50.000 đồng đủ để ngồi 8 với người yêu suốt ngày nghỉ lễ 2 tháng 9. Hai ly nước mía. Trời ơi, con hàng uống nước mía gì tới 25.000. Hai gói hột dưa, hai ly nước mía. Ok. Ai show đáp án vậy? Cô Mai show đi, cô Mai ngồi cười vậy cô Mai. Cô Mai show cái câu câu hỏi lên được không cô Mai? Cô Thư với cô Hằng là không có thực hiện được gì hết á. Là cái link hồi nãy đó hả cô? Đúng rồi, em cứ show cái link giáo viên lên cũng được. Không sao. Tại vì bây giờ cho các bạn thấy đáp án luôn cũng ok mà. Cái này đúng không ạ? Hiện tại chưa thấy gì nha cô Mai. Nên là phải vô đây. Dạ, cho em hỏi mình làm sao ạ? Rồi vậy là cô được Mai không? Chọn cái nào cô Thư? Bây giờ chọn cái, bây giờ không chọn cái nào được nữa rồi. Chắc là hồi nãy thoát ra rồi. Nhưng mà hồi nãy ai là người thắng cuộc đầu tiên có chụp lại màn hình cho cô không? Minh Anh. Phải không Minh Anh? Có phải Minh Anh là người thắng cuộc đầu tiên không? Hay là bạn khác Minh Anh ơi? Cô Hằng có chụp màn hình lại á cô Thư. Minh Anh ơi, cô cần Minh Anh xác nhận nè. Minh Anh ơi. Minh Anh bật mic lên xác nhận là em là người thắng cuộc nè. Dạ đúng rồi. Đâu Minh Anh đâu, cô không thấy. Rồi vậy thì Minh Anh ok rồi Minh Anh bấm nút giơ tay rồi phải không? Minh Anh sẽ gửi số điện thoại của Minh Anh và cô sẽ liên hệ lại với Minh Anh nha. Minh Anh gửi lại trong chat box và cô Mai ghi chú giùm cô Thư nha cô Mai. Rồi chúc mừng Minh Anh đạt giải thưởng siêu khủng của chương trình ngày hôm nay, đó một cái thẻ cào trị giá 5 tỷ. Rồi bây giờ cô Thư xin chuyển qua cái phần tiếp theo của cái buổi hội thảo ngày hôm nay với cái phần trình bày của cô Hàn ha. Cái phần PowerPoint tiếp theo này là chắc nhờ cô Thư share màn hình dùm hay để cô Hàn share thử nha. Tại vì cái máy nãy giờ muốn mở là muốn mở cam, muốn mở mic là nó tốn phải 5-10 phút thì nó mới chạy. Thành ra là sợ sẽ mất cái thời gian của cái cuộc sống. Nên bây giờ cô sẽ mở thử nha. Nếu là... Cô Hàn đầu tư mua MacBook đi cô Hàn ơi. Cô Hàn ráng kiếm cái thẻ điện thoại 50.000 mà còn không được đây. Cái trò chơi mà chúng ta vừa mới làm á, mà cô nhờ cô Mai share mà lại không được á, thì chúng ta hy vọng là chúng ta vẫn còn nhớ một số câu hỏi ha. Ví dụ như ở đây có một số câu hỏi nó liên quan đến cái logo và những cái hình, những cái logo với lại những cái slogan hoặc là những cái tagline của các công ty lớn trên thế giới, trong đó có cả Việt Nam nữa các em. Như vậy thì cái mục đích của cái trò chơi này là hôm nay cái workshop của chúng ta là đang hướng tới chúng ta làm thế nào để mà mình thắng được một vị trí trong cái, để gọi là trước cái đã ha, mình gây ấn tượng thì đã cho chuẩn bị cho một cái kết quả tốt trong cái bài phỏng vấn. Khi mà chúng ta có được đi phỏng vấn á, thì chúng ta phải tìm hiểu thật là kỹ về cái nơi mà mình sẽ xin việc. Ví dụ như họ có cái logo gì, họ có cái tagline, nó slogan giống như là cái tiêu chí hoạt động của họ,
thì chúng ta phải tìm hiểu thật là kỹ lưỡng, bên cạnh cái việc mà chúng ta viết một cái CV tốt và thêm một cái cover letter mà bây giờ cô sẽ giới thiệu cho các em, thì hy vọng là trong khi cô nói thì cũng mong cô Thư muốn thêm thông tin gì, để cô Thư rất là nhiều kinh nghiệm trong phòng thì nhờ cô Thư thêm vào những cái ideas cho các em, để cho các em có thêm nhiều cái ý để các em viết một cái lá thư tốt hơn ạ. Cô Mai ơi, thấy xe được chưa vậy cô Mai ơi? Cô Mai ơi. Chưa được, dạ. Cô Hằng ơi, chưa thấy gì hết. Cô Hằng ra thì em không thấy ai hết cả. Thôi để con Thư xe cho. Buồn thế. May là vẫn còn nói được chứ không, hôm nay diễn giả những khi cô Hằng không mới nói được tiếng nào. Okay, không sao đâu cô Hằng, rồi bắt đầu đi cô Hằng đây. Rồi, giờ đợi cô Thư xe được màn hình đã, vẫn chưa thấy màn hình cô Thư xe. Nó hiện lên rồi đó cô Hằng ơi. Các bạn nhìn thấy màn hình của cô chia sẻ chưa các bạn? Các em nhìn thấy chưa chứ cô là cô chưa thấy. Dạ có. Vậy chờ em chút xíu, chờ cái máy của Hằng nó chạy xíu rồi nó không thấy gì hết trơn. Mọi cũng chỉ đang thấy trên màn hình cô Thư rồi bạn Dương, bạn Trinh, bạn Ngọc Trinh. Ok. Đấy. Chưa thấy nha mọi người ơi. Rồi, ok, cảm ơn cô Thư. Bây giờ chúng ta, đây là cái checklist hồi nãy cô Thư có đề cập tới cho các em, và cô Thư cũng đã hướng dẫn cho các em viết một cái CV, đây là cái mục số 2, nó có cái nhiều tên gọi. Thì bây giờ cô sẽ hướng dẫn cho các em viết một cái cover letter, hoặc là cái tên gọi khác của nó là cái application letter, một cái lá thư xin việc. Thì có nhiều cái công ty á, người ta đòi hỏi cả một cái cover letter cộng với một cái application, xin lỗi, một cái CV với lại một cái cover letter. Thì cái cover letter là cái một cái lá thư mà mình gửi nhà tuyển dụng nhằm cái mục đích gì, và nó gồm bao nhiêu phần, và cách viết nó từng phần như thế nào. Thì trong ngày hôm nay cô sẽ giới thiệu cho các em, và cô chúng ta chuyển qua slide dùng nhé. Cái cover letter đầu tiên chúng ta sẽ thấy nó là một lá thư, cho nên nó sẽ có mang một cái format của một cái lá thư trong tiếng Anh nè các em. Và đó là cái nơi mà chúng ta sẽ thể hiện được những cái mối quan tâm của mình ở một cái vị trí công việc cụ thể. Ví dụ như một cái công ty họ tuyển dụng, một cái nơi họ tuyển dụng thì họ tuyển dụng nhiều vị trí, họ đưa ra nhiều vị trí cho ứng cử viên. Thì khi chúng ta viết cái lá thư như thế này thì đó là cái nơi mà chúng ta thể hiện cái mong muốn của mình xin vào một vị trí cụ thể nào đó trong một cái list danh sách ha. Và đó là lúc mà chúng ta thể hiện được những cái mối quan tâm của mình với lại những phẩm cách mà mình có, nhưng nó sẽ hơi khác với lại một cái CV nãy cô Thư giới thiệu theo kiểu liệt kê. Một cái lá thư xin việc thì để giới thiệu mình là ai và mình quan tâm, mình hứng thú với cái công việc mình muốn xin vào, cái vị trí mà mình muốn xin vào như thế nào, và mình giải thích lý do vì sao. Với những cái bằng cấp mình được đề cập tới, những kinh nghiệm mình được đề cập tới, thì mình sẽ giải thích lý do là mình phù hợp và mình gọi là đủ năng lực cho cái vị trí đó để xin vào cái vị trí ứng tuyển của công ty. Mình cũng thuyết phục được cái người tuyển dụng, họ cảm thấy hứng thú, cảm thấy mình có tiềm năng để mà mời mình đi phỏng vấn. Tại vì cái bước mời rất là quan trọng trước khi chúng ta được đi phỏng vấn, đó là họ phải đọc qua cái CV của mình. Giống như hồi nãy cái Thư nói thì cái thời gian để họ đọc một cái CV nó chỉ có một vài giây thôi. Thì một cái cover letter cũng vậy, người ta cũng chỉ lướt rất là nhanh. Cho nên mình phải viết một cái cover letter thật là ấn tượng, thật là thú vị và thật là nổi bật so với lại những cái lá thư xin việc khác. Thì bây giờ các bạn trả lời cho cô, tại vì cô không thấy. Cho nên là chắc nhờ cô Mai xem trong phần chat box. Mấy bạn thử xem một cái lá thư xin việc nó gồm bao nhiêu phần. Các bạn chỉ cần cái con số vào trong cái phần lá thư xin việc trong cái phần chatbot thôi ha. Nên nhờ cô Mai xem các câu trả lời về và nói giùm ạ. Cô Mai, ai có bạn nào trả lời cho cô Mai? Chưa thấy gì.
Mấy phần cô Mai? Mấy bạn nói là mấy phần? Bạn Hiền với bạn Phúc trả lời là 7. 7 phần, wow, 7 phần. À, còn các bạn khác chúng ta có câu trả lời chưa? Minh Hương trả lời là 3. À, ồ, 3 với 7 là một cái con số cách biệt hơi lớn ha. Cách sơ sơ có 4 phần thôi ha. À, chờ một chút xíu rồi cho các bạn suy nghĩ xem thử một cái lecture, một cái formal lecture trong tiếng Anh như thế nào ha. Mình có thể refer qua một cái cover. Bạn Trúc trả lời là 4 phần. Chị Tiên trả lời là 4 phần. À, người bạn trả lời là 4 phần. Ok, cảm ơn các bạn. Thì mời nhờ cô Thư bấm qua cái slide để chúng ta giải thích đi vào từng phần và chúng ta sẽ tổng kết lại là gồm bao nhiêu phần ha. Thì ở đây chúng ta sẽ có một cái phần thứ nhất được gọi là header, nơi mà chúng ta sẽ cung cấp cái thông tin liên lạc của cá nhân mình. Ví dụ chúng ta có những cái personal information ở đây là họ tên đầy đủ, cái địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email. À, và cái ngày mình viết cái lá thư này thì ở đây có một cái lưu ý lúc nãy cô Thư đã nhắc chúng ta rồi ha, đó là những cái địa chỉ email mà chúng ta dùng khi mà chúng ta xin việc là nó phải là những cái địa chỉ email mang thể hiện cái tính chính chắn trưởng thành của mình, chứ không phải là những cái email, địa chỉ email mà cute các kiểu nữa ha, không có giấy nhận nữa ha. Thì ở đây chúng ta sẽ điền cái thông tin như vậy ở bên cái góc trên bên phải của cover letter. Ở phía dưới, à, cách ra một chút xíu thì chúng ta sẽ ghi ngày tháng, và ở phía dưới thì chúng ta sẽ ghi các thông tin của cái đơn vị tuyển dụng. À, ví dụ như tên của cái người nhận lá thư, à, thường là cái người mà ví dụ giám đốc nhân sự chẳng hạn, à, hoặc là giám đốc của một công ty, cái chức danh của họ, cái tên của công ty và cái địa chỉ của công ty. À, thì đây là hai cái phần đầu tiên ở trong cái phần số 1 gọi là header, section 1. Ví dụ ở đây chúng ta có những cái ví dụ được minh họa cho các em, à, những cái thông tin như thế này khá là đơn giản thôi, à, ví dụ như là bạn Quỳnh, à, ở địa chỉ này với số điện thoại này và có cái email như vậy, cái ngày tháng để ghi cái lá thư như thế này, và ở dưới là gửi cho VUS ha, trung tâm VUS để xin việc. Thì đó là cái ví dụ này hồi nãy cô Thư cũng đã sử dụng để mà nói trong cái phần CV rồi, cho nên là chúng ta đọc qua để mà chúng ta biết cách ghi xuống dòng như thế nào. À, mời cô Thư chuyển qua cái slide tiếp theo ạ. À, cô Thư cũng xin phép nhắc các bạn một chút, đó là đối với hai nội dung này á, các bạn phải canh sát lại bên trái và sát lại bên phải theo một đường thẳng hàng nha các bạn. Điều này sẽ thể hiện cho một cái lá thư chuyên nghiệp, đó là lá thư formal letter. Ví dụ như đối với thông tin cá nhân mà nằm ở góc trên cùng bên phải thì các bạn phải canh lề nó nằm sát một cùng một bên phải, thẳng một hàng từ trên xuống dưới. Các bạn thấy không? Thẳng của cái lề bên phải, và trong Word, trong file Word chúng ta nó có công cụ này để canh lề bên phải. Ngược lại đối với thông tin của nhà tuyển dụng thì các bạn phải canh nó ở lề bên trái, sát vào lề bên trái. Ta không canh lề bên phải nữa. Các bạn thấy sự đối lập giữa hai cái thông tin ha. Thì các bạn lưu ý chi tiết này cho cô để mình viết cho đúng. Nếu mà mình canh sai thì người ta sẽ nghĩ là à, bạn này không chưa từng được học về cách viết đơn xin việc chuyên nghiệp. Người ta sẽ đánh giá về sự chuyên nghiệp của mình đó các bạn. Rồi các bạn lưu ý điểm này giùm cô. Trong cái phần số 2 là cái phần chào hỏi. Thì thực ra cái câu chào hỏi trong một cái formal letter thì chúng ta bắt đầu bằng từ dear, chứ chúng ta không bắt đầu bằng từ hi ha các em. Và dear, dear sir, dear madam, hoặc là chúng ta không có thì dành cho những cái trường hợp mà chúng ta không biết rõ họ tên của cái người mà chúng ta sẽ gửi lá thư thì chúng ta có thể là to whom it may concern ha. Còn nếu mà chúng ta biết rõ thì chúng ta sẽ ghi dear Mr. hoặc là Miss cộng với là họ của họ, và sau đó thì chúng ta lưu ý giùm cho cô đó là dấu phẩy sau cái phần chào hỏi đó. Giờ riêng cái phần chào hỏi này không thì đã được tính là một phần, một cái section rồi ha. À, mời nhờ cô Thư chuyển qua cái phần tiếp theo. Trong cái phần số 3 là cái phần mà chúng ta gọi là phần nội dung cụ thể để cho cái người mà họ, người tuyển dụng họ biết được rằng là cái vị trí mà mình muốn apply là gì, à, và vì sao mà mình có xứng đáng có một cái cơ hội để được phỏng vấn và nhận được vào cái chỗ làm đó. Thì nó nằm ở trong cái phần này là cái phần cực kỳ quan trọng, là quan trọng nhất trong cái lá thư của mình. À, trong
đầu tiên thì trong này chúng ta có thể chia thành một số đoạn văn nhỏ. Thì trong cái phần đoạn văn đầu tiên ở trong phần nội dung thì chúng ta sẽ ghi rõ ra rằng là mình muốn ứng tuyển, tôi cảm thấy hứng thú với cái vị trí cụ thể nào đó. À, và cái thông tin về cái nơi cái dùng từ gì nhỉ? Cái vị trí đó là mình được tìm thấy ở đâu? Ví dụ mình đọc ở trên website hoặc là mình xem quảng cáo, người ta quảng cáo tìm người tìm người cần việc ở trên một cái tạp chí, tờ báo nào đó, thì mình sẽ ghi ở trong cái phần này. À, với lại là cái title, tức là cái chức danh của cái công việc đó cụ thể. À, và lý do vì sao mà mình muốn apply vào trong cái chức danh đó. Ví dụ như một cái câu rằng là I believe that's my skill and skill to be a great match for this position. Thì tôi tin rằng là cái kinh nghiệm và cái kỹ năng làm việc của tôi có bấy lâu nay nó sẽ là rất là phù hợp với vị trí này. Thì mình dùng những cái từ mạnh như vậy ha. Mình dùng từ I believe. Mình đừng dùng những cái từ như là I guess hoặc là I think. Ha, mình sẽ sử dụng những cái từ để thể hiện rằng là tôi tin tưởng bản thân mình là phù hợp, để cho mà nó thể hiện cái sự tự tin và mình có nhiều cái kinh nghiệm ở trong cái lĩnh vực đó. Rồi mời nhờ cô Thư chuyển qua cái tiếp theo. Ví dụ ở trong đây là một cái đoạn đầu tiên mà thể hiện được cái phần mà cô vừa mới chỉ cho các em. À, ví dụ như job position ở này là gì? Đi nhanh quá cô Thư ơi, quay lại chút xíu cô Thư. À, ví dụ thông tin là cái shop position ở đây mình muốn, đó là chúng ta nhìn thấy ở cái dòng số 2 ha, administrative assistant. Rồi mình tìm thấy cái thông tin này ở đâu hả? Và tại sao mình apply cho nó, thì mình sẽ ghi gói gọn, rất là ngắn gọn và rất là formal ở trong bằng một câu hai câu ha. Rồi mời cô Thư chuyển qua vị trí, qua cái slide tiếp theo. Cô chỉ giới thiệu sơ thôi ha, còn cách viết câu như thế nào thì chắc chắn là chúng ta phải biết rồi. Thế nên là cô sẽ không nói với các câu đó nữa. À, trong cái đoạn văn số 2 hoặc là đoạn văn số 3, chúng ta sẽ giới thiệu bằng cấp. À, mình sẽ giới thiệu sơ qua, mình giới thiệu về những cái bằng cấp nổi bật, những kỹ năng, kinh nghiệm nổi bật của mình, cái sự nhiệt tình và cái sự hứng thú của mình để mà có được cái vị trí công việc đó. Làm thế nào để mình gọi là sell yourself. À, nghĩa là mình rao bán bản thân mình ở một cái để người ta nhìn thấy những cái điểm hấp dẫn để người ta có thể ok mời người này đi phỏng vấn, hẹn đi phỏng vấn. Và mình đề cập tới một số những cái thành tựu trong công việc, trong cái nghề nghiệp trước đây của mình hoặc là trong cái quá trình mình đi học vân vân. Nhưng mà chúng ta sẽ không repeat lại những cái thông tin nó đã nhắc tới trong CV, tức là mình không có BEC từ bên này qua bên kia. Ở đây là cái cơ hội, tại vì khi chúng ta viết một cái cover letter nó chỉ gói gọn trong một mặt giấy A4 thôi. À, và người ta đọc qua và người ta sẽ bắt mắt bởi những cái thông tin mà gọi là nổi bật của mình, thì mình có được cái achievement nào tốt nhất thì mình sẽ đề cập ở đây. Và mình cũng sẽ nhắc tới những cái skill với experience mà mình thấy rằng nó match với công việc, với cái vị trí mình muốn tìm. Chứ còn mình có rất là nhiều kỹ năng và mình có rất là nhiều kinh nghiệm trước đó, nhưng mà những cái kinh nghiệm và những kỹ năng đó nó không có phù hợp với cái công việc mà mình đang ghi rõ ở trong cái lá thư này, là tôi muốn xin vào việc đó, xin có cái công việc đó, thì nó sẽ làm cho chúng ta trở nên bị dàn trải và nó mất đi cái tính gọi là người ta sẽ nói ủa người này thật sự có biết rằng là mình đang xin vào việc gì hay không. À, cho nên là chúng ta để ý ở cái phần này. Và chúng ta cũng sẽ đề cập tới là với cái kỹ năng của tôi, với cái kinh nghiệm của tôi, những thành tựu của tôi đạt được như vậy, thì mình đề cập tới những cái đóng góp mà mình có tiềm năng đối với lại cái khi mà mình làm cái vị trí đó cho cái công ty này ha. Đó là cái phần mà second or third paragraph. À, cô Thư có thêm gì ở phần này không ạ? À, cô Hằng đã nêu ra rất đủ rồi, cô Thư xin phép con bổ sung nha. Ok. À, đây là một cái ví dụ ha. Đây là một cái ví dụ thì chúng ta có thể tham khảo. Trong đó là có nhắc tới experience, có nhắc tới skills, có nhắc tới achievement. À, thì ở đây vì thời gian, với lại là thật ra cô với cô Thư cũng không có nhìn thấy rõ bạn nào để mời và bật mic lên được, cho nên là thôi thì chúng ta tự đọc, chúng ta thấy ba dòng ở đây nó sẽ tương ứng với là experience, skill và achievement của mình, của cái người viết thư. À, nhờ cô Thư chuyển qua slide tiếp theo. Và trong cái đoạn văn cuối cùng trong vòng section 3 là phần nội dung,
thì chúng ta một lần nữa nhắc tới cái sự sẵn sàng của mình, và tôi là rất là mong chờ có một cái cuộc phỏng vấn, có một cái cơ hội để mà thảo luận xa hơn về những bằng cấp của tôi nó match với lại công việc này như thế nào, phù hợp với công việc ra sao, tôi muốn góp được gì, thì chúng ta sẽ thể hiện ở trong cái đoạn ngâm cuối. Và đồng thời chúng ta cũng phải có một câu để cảm ơn cái người mà đọc lá thư này, cái người mà sẽ là tuyển dụng á, họ đã dành thời gian ra họ đọc cái lá thư và xem xét mình vào cái vị trí này hả. Thì nó chỉ ngắn gọn thôi, chứ cái last paragraph này chỉ có hai câu là được rồi ha. Một câu để thể hiện cái sự mà gọi là cái sự mong muốn mong chờ của mình, rất là sẵn sàng để mà có phỏng vấn, và một cái câu để mình cảm ơn vì họ đã dành thời gian ra đọc. Rồi cô Thư ơi, chuyển tiếp cái slide. Đến cái phần số 4 là cái phần kết lá thư, thì chúng ta sẽ sử dụng những cái cụm từ, những cái từ mà chúng ta đã học trong một cái formal letter để kết thúc lại một cái lá thư formal này. Ví dụ là bằng sincerely, your faithfully, best regards. Và dưới đó chúng ta sẽ ký tên của mình với đầy đủ họ và tên ở phía dưới cùng. Như vậy nó sẽ có 3 dòng ở đây ha. Chúng ta lựa chọn một trong 4 cái, 3 cái từ phía trên, cái closing và ký tên và ghi đầy đủ họ tên ở phía dưới. Thế là khá là đơn giản thôi, tại vì chúng ta nhớ lưu ý rằng một cái cover letter người ta đọc rất là nhanh, mười mấy giây, 30 giây để cho họ có thể, nếu họ thấy hứng thú thì họ mới đọc kỹ. Cho nên là chúng ta đọc là biết làm sao trong thời lượng là chỉ cho một mặt giấy mà nó đầy đủ hết tất cả những cái ideas như vậy, để cho chúng ta làm cho cái lá thư của mình nó nổi bật hơn. Nhờ cô Thư chuyển qua cái slide tiếp theo. Một số lưu ý ha. Một số lưu ý khi mà chúng ta viết mở đầu và cái phần closing, khi mà chúng ta biết tên của người nhận rõ ràng thì chúng ta sẽ ghi rõ ra dear Miss cộng với tên với họ của họ. Và cuối lá thư thì mình sẽ sử dụng cụm từ là your sincerely. Còn nếu như mà mình không biết tên của người nhận thì mình sẽ dùng dear sir or madam, hoặc là to whom it may concern. Nhớ là có dấu phẩy phía sau các em. Và mình kết thư thì mình dùng cụm từ là your faithfully. Đây là cái phần lưu ý thêm trong cái phần section 4. Ok, rồi các bạn ơi, phần này như cô Hằng đã trình bày thì rất là quan trọng các bạn ha. Nhiều khi chúng ta nghĩ là nó chỉ là những phần nhỏ thôi, nhưng thật ra không phải. Nó sẽ thể hiện là bạn là người đã từng được đào tạo bài bản về cách viết thư xin việc chuyên nghiệp ha. Do đó là những phần này là các bạn phải lưu ý rất kỹ để không sai bất kỳ lỗi sai nào ở phần này. Bởi vì nếu như bạn muốn được apply, bạn xin vào trong một cái công ty mang tính chuyên nghiệp cao, thì bản thân người đứng đầu, người nhà tuyển dụng của bạn đó, họ cũng sẽ cực kỳ yêu thích sự chuyên nghiệp từ phía bạn. Vậy thì bạn phải thể hiện được sự chuyên nghiệp trong tất cả những phần trình bày của CV lẫn cả thư xin việc. Thì như cô Hằng nói đó, nhấn mạnh ở đây, bạn biết tên người nhận hay không biết tên người nhận thì nó phải có cách ending khác nhau. Các bạn không thể dùng lẫn lộn cho hai cách này được. Nếu không biết tên thì phải là yours faithfully, còn biết tên thì phải là yours sincerely. Nhớ lưu ý phần này và luôn kết thúc bằng một dấu phẩy ở phía sau. Đúng y như cái bản này, chứ chúng ta không nghĩ là đây là chỉ là những cái dấu thông thường nhỏ nhặt không quan trọng đâu nha các bạn. Rất quan trọng nha. Rồi mời cô Hằng tiếp ha. Và các bạn lưu ý em lưu ý là cái dấu phẩy đánh màu đỏ đó lên, nó là để nhấn mạnh nha, chứ không phải là đến lúc mình viết thiệt cái mình ráng lấy cái viết màu đỏ mình bôi lên ha. là nhấn mạnh ở đây như vậy thôi. Thì một số tips khác để cho chúng ta có thể làm tăng cái tính chuyên nghiệp của một cái lá thư, thể hiện cái sự gọi là nghiêm túc của mình trong cái mong muốn muốn được một cái vị trí để mà phỏng vấn, thì chúng ta nhớ là chúng ta viết lá thư nó phải đúng dung cái format của một cái lá thư trang trọng. Nãy giờ cô Thư cũng có nhắc, ví dụ chúng ta ngay trong cái phần section 1 là cái phần giới thiệu thông tin cá nhân rồi này nọ, là chúng ta cũng phải canh lề cho nó đẹp. Và chúng ta viết ngắn gọn đầy đủ những cái thông tin và mang tính thuyết phục, có nghĩa là đó là những thông tin chắc lọc, những thông tin đắt giá trong cái lá thư. Và chúng ta chỉ viết như cô nhắc đi nhắc lại nhiều lần, nó chỉ nằm trong một cái mặt giấy, gói gọn trong một mặt giấy A4 thôi. Và lưu ý là chúng ta sẽ không sử dụng những cái trong cái lá thư formal, chúng ta không sử dụng những cái cụm từ viết tắt. Ví dụ như là I am, rồi mình chuyển là am, I can, là cannot thì đó, phải đúng với là I cannot. Và một cái lá thư mà nếu như chúng ta viết rất là tốt nhưng nó bị mắc lỗi chính tả thì rất là đáng tiếc.
ha, nó giống như là chúng ta đang ăn cơm mà nó bị sạn gì đó, nó sẽ mất ngon luôn. Và cái việc này nó rất là dễ, tại vì spelling mistake chúng ta chỗ nào không thấy thì chúng ta khi mà đánh máy trên Word thì các em sử dụng cái phần mà tự sửa ha, để xem những cái phần mà nó gửi ý, nó gạch chân màu đỏ màu xanh gì đó chúng ta tự sửa được. Cho nên là đừng để những cái lỗi như vậy mà nó xảy ra, bởi vì mình hoàn toàn có thể tránh được. À, mình để nó xảy ra thì rất là tiếc ha. Và một lần nữa thì cô cũng nhắc, giống như hồi nãy cô có nói chúng ta là không có cụm dùng những cái cụm từ là I guess hay là I gì đó, mà chúng ta sẽ phải sử dụng thể hiện cái sự tự tin của mình, gây một cái ấn tượng tốt cho cái người tuyển dụng bằng những cái cụm từ mà mạnh ha, mang tính mạnh mẽ hơn, tự tin hơn. À, I believe, I strongly believe chẳng hạn. À, thì nó có một cái phần nhỏ đó là I am, thì chúng ta nhớ sửa lại là I am chứ không phải là I phải am, I phải m như trong trường hợp này. À, và nhớ đừng quên cái cuối cùng thì chúng ta sẽ ghi đầy đủ họ tên của mình dưới chữ ký, dưới cái phần section. Oh, như vậy tổng cộng thì có bao nhiêu phần trong một lá thư? Thì quay lại chúng ta có 4 phần ha, và 4 cái section. Trong đó cái section số 3 là cái phần nội dung thì nó sẽ dài nhất và là nó là cái điểm nhấn. Còn lại tất cả các phần khác thì dĩ nhiên nó cũng là quan trọng, bởi vì là nó thể hiện cái tính chuyên nghiệp của chúng ta khi viết. À, chúng ta rất là nghiêm túc, rất là chuyên nghiệp, và chúng ta rất là rành biết cách viết một cái formal letter như thế nào. Thì các phần những cái lưu ý nhỏ như thế này thì hy vọng là các em sẽ có cái sự tự tin hơn và có thêm được nhiều cái kiến thức để mà chúng ta gọi là confirm lại một số kiến thức để cho chúng ta viết một cái lá thư xin việc tốt hơn. À, thì đó là những gì mà cô muốn chia sẻ với các em. Ở đây thì cô cảm ơn cô Thư đã có thêm các thông tin. Thì bây giờ cô Thư còn có thêm thông tin gì nữa hay không ạ? À? Cô Thư nhắc các em. Rồi, cảm ơn phần trình bày rất là tỉ mỉ và chi tiết của cô Hằng ha. Cô hy vọng là nãy giờ các bạn cũng nắm được những cái bí quyết mà thực sự các bạn không có học được ở đâu hết á. À, không, nếu mà các bạn muốn đi học một cái khóa học về thức viết thư xin việc chuyên nghiệp thì nó các bạn cũng phải đăng ký khóa học. À, ngày hôm nay thì ban tổ chức về bên bí thư đoàn, bên đoàn khoa cũng như là cô Thư và cô Hằng tổ chức cho các bạn với cái nguyện vọng, với cái mong mỏi là sẽ hỗ trợ cho các bạn ở bước đầu tiên để các bạn có cơ hội được xin việc được dễ dàng hơn. Thì những cái mà các cô chắt lọc lại để lưu ý cho các bạn là thật sự rất quan trọng, và cô mong là các bạn sẽ có những cái thư xin việc thành công. À, các bạn có thể nhìn qua cho cô một cái thư xin việc một lần nữa của chị Quỳnh Như. Hồi nãy chị Quỳnh Như cô đã cho xem các bạn xem cái CV rồi, thì đây là cái thư xin việc của chị Quỳnh Như. Nó là một cái lá thư hoàn chỉnh thì nó sẽ có giao diện như thế nào, thì các bạn có thể trước tiên các bạn có thể nhìn qua ha. Đây là một cái thư xin việc hoàn chỉnh, nó ở dưới dạng là cô gọi tên nó là cover letter hoặc nó là application letter. OK, và nó là một cái dạng formal letter, một cái lá thư chuyên nghiệp. Các bạn có thể nhìn lại tổng quan giao diện của một lá thư chuyên nghiệp, nó nằm ở cái một cái giao diện như thế này. Còn đối với từng phần như nãy giờ cô Hằng đã trình bày với các bạn đó, thì các bạn có thể nhìn kỹ hơn. Ví dụ như ở đây ở phía bên góc phải sẽ là các bạn có hai cách để các bạn canh lề ha. Với cái cách mà hồi nãy cô nói là các bạn canh biên bên phải thì canh biên bên phải hết cho cái phần thông tin cá nhân. Nếu các bạn canh biên bên trái như cách này cũng được, không có sao hết á, nhưng mà các bạn cũng phải thẳng hàng, đúng một hàng cho cô, không có thụt ra thụt vào, được chưa? Rồi bên đây là thông tin của nhà tuyển dụng đó, bên đây là thông tin, bên trái sẽ là thông tin của nhà tuyển dụng. Và ở đây mình cũng ghi rõ là cover letter: Dear HR manager Vietnamese teacher, I'm writing this letter to apply for the vacancy of Vietnamese teacher position advertised on your website. Thì ở đây như cô Hằng đã nói là các bạn sẽ nêu ra vì sao các bạn biết được, vì sao các bạn biết đến vị trí tuyển dụng này. Các bạn đã xem trên website hay các bạn đọc được từ đâu, hay là có người thân hay bạn bè giới thiệu cho bạn. Rồi đến phần đoạn số 2 sẽ là thông tin cá nhân, đúng không? My name is Nguyễn Thị Quỳnh Như and I'm a graduate of Industrial University, Opportunity, majoring in English language. As you will see from my enclosed CV, my qualifications and educational background might make me a potential candidate for this vacancy. Rồi đây là giới thiệu về thông tin cá nhân của bạn. Muốn biết thêm chi tiết thì vui lòng xem thêm ở CV mà tôi đính kèm theo.
Firstly, for more than 2 years of working as a teaching assistant in the US, I have gained a considerable teaching experience. Đến phần này bắt đầu mình rao bán bản thân rồi các bạn. Mình rao bán bản thân về tất cả những cái điều hay nhất, những cái kinh nghiệm mà mình tốt nhất của mình, những cái ưu điểm của bản thân mình đem ra mình rao bán. Interest and passion for creating the effective lessons, inspiring students' learning ability. Furthermore, I have the special affection for VUS, not only because a long time that I studied and worked there, but I also was assigned a variety of tasks and duties that make my job exhilarating and significant. Các bạn thấy có rất nhiều tính từ về ưu điểm, về tính chất, về phẩm cách của mình, phẩm chất của mình được đưa ra để sử dụng trong lá thư này, đúng không? Mình đang rao bán mình mà, mình phải đưa ra rất là những cái tính từ, thu thập tất cả những tính từ hay nhất về về kinh nghiệm làm việc của mình, về phẩm chất tốt đẹp của mình. Secondly, I'm pursuing a career in teaching English because that is my major at university and my lecturers are veteran teachers at the US who generated my motivation for the career and have a big impact on my teaching styles. Ở đây chị có nói là tại vì có rất là nhiều giáo viên của chị đã từng làm ở VUS và đã tạo niềm cảm hứng cũng như là tăng động lực cho chị để chị bước chân vào trong VUS chị làm việc chẳng hạn. I'm particularly interested in this position as it would enable me to gain experience of working in a large English center with the opportunities for being trained and learn from experienced teachers. Chỗ này mình cũng có hơi nịnh nịnh cái tổ chức này một chút xíu. Trước tiên là mình phải tìm hiểu thông tin về tổ chức này rồi và sau đó mình sẽ nịnh nịnh họ một chút xíu là tôi có một cái cơ hội tích lũy kinh nghiệm để làm việc trong một cái tổ chức chuyên nghiệp và có được tiếp tục rèn luyện trong cái môi trường như vậy. If called for an interview, I will be available at any time convenience for you. I look forward to hearing from you. Yours sincerely. Chẳng hạn. OK, thì đây là một cái giao diện của một cái lá thư xin việc mang tính chuyên nghiệp mà các bạn có thể nhìn thấy. Và đây cũng là cái nội dung cuối cùng mà cô Thư và cô Hằng muốn chia sẻ với các bạn trong buổi hội thảo ngày hôm nay. Sau phần này thì chúng ta có thể chuyển sang phần question and answer. Các bạn có 5 phút để các bạn có thể gõ câu trả lời vào trong chat box và cô Mai sẽ giúp cô Thư với cô Hằng đọc câu hỏi lên nếu các bạn có bất kỳ thắc mắc gì. Các bạn có băn khoăn, lo lắng gì thì các bạn có thể đặt câu hỏi để các cô giải đáp cho các bạn nha. Chúng ta sẽ giải đáp trong khoảng 10 phút các bạn nhé. Hiện giờ thì do một số trục trặc kỹ thuật nên thời gian của chúng ta nó kéo dài hơn dự kiến rồi. Các bạn có muốn học hỏi thêm kinh nghiệm gì hoặc các bạn có câu hỏi gì về thế giới làm việc hoặc trong các vấn đề xin việc không? Hoặc các bạn bấm nút giơ tay rồi cô mời bạn câu hỏi cũng được. Có câu hỏi nào chưa ha? Hoặc là cô Mai cũng có thể copy paste cái câu hỏi của các bạn gửi vào Zalo cho cô Thư thì cô Thư sẽ đọc và cô Thư trả lời luôn ha. Các bạn có lo lắng gì không trong quá trình đi xin việc không? Chắc cô Thư cho mấy bạn khoảng tầm 2 phút mấy bạn suy nghĩ rồi mấy bạn sắp xếp câu chữ cô Thư. OK. Nếu mà mấy bạn không hỏi là chứng tỏ là chúng ta đã truyền đạt rất là kỹ rồi mấy bạn, quá là thành công rồi. Cái phần lo lắng tiếp theo là ví dụ như xong rồi thì tới cái phần phỏng vấn, đó là một cái nội dung khác nữa các em. Khi mà chúng ta đến cái được mà ví dụ xong cái phần này rồi, các người ta gọi mình đi phỏng vấn thì mình phải chú ý những cái gì từ trang phục cho đến là cái thời gian. Chắc là cô Hằng đừng tiết lộ bí mật để mình có thể mở một cái workshop tiếp theo đi cô Hằng. Nếu mình tiết lộ hết là các bạn sẽ không háo hức cho cái workshop tiếp theo nữa. Cô Hằng chỉ đang mờ mờ, đang gọi là đang khơi khơi ra vậy thôi chứ chưa trả lời gì hết mà. Dạ, em thấy khơi khơi vậy cũng hay với cô Hư. Tại vì em thấy là thành công hay không á, thì cái nhà tuyển dụng em thấy thường là nhà tuyển dụng người ta sẽ mời các ứng cử viên đa số là đều mời hết, chừng nào mà đơn nào mà nó tệ lắm đó, nó không phù hợp đó, thì người ta mới lại thôi, còn không thì mời hết rồi sau
là phỏng vấn là lúc này là mà mới là cái gọi là quyết tử quyết sinh nè, phải quyết định là mình có được mời để được làm việc hay không. Nên cái gọi là buổi interview á. Tự nhiên lại nảy ra ý kiến rồi hả? Ý định rồi hả? Dạ. Là giống như cô Hư nói đó, thì buổi interview mình hướng dẫn các em đó là trả lời buổi interview thì chắc là phải một cái dịp khác. Buổi đó thì em nghĩ là rất là quan trọng, rất là quan trọng. Rồi có câu hỏi nào chưa ha cô Mai? Chưa, tạm thời thì em chưa thấy. Ok, thì có nghĩa là các bạn đã rất rõ về nội dung ngày hôm nay rồi. Cô ơi, có em đã tiếp nhận được một câu hỏi bên Zalo. Đó là khi viết CV hay là CL thì có một nơi ưu điểm và khuyết điểm. Nếu mình không có ưu điểm hay khuyết điểm thì mình phải làm ghi làm sao để nhà tuyển dụng thấy hợp lý ạ. Có bạn không có ưu điểm nào luôn hả? Các bạn ơi, cô đã nói là mục tiêu của CV là các bạn phải sell yourself mà. Chính bạn là một sản phẩm bạn muốn đem bán cho nhà tuyển dụng. Mà bạn nói là sản phẩm của tôi không có gì hay, không có gì tốt, không có gì đẹp hết. Vậy thì động lực nào để nhà tuyển dụng phải quyết định là chọn bạn? Tất cả chúng ta đều có ưu điểm hết các bạn. Và chúng ta sẽ thể hiện nó một cách khéo léo. Ví dụ như bạn là một người có tinh thần trách nhiệm nè. Bạn toàn tâm toàn ý cho công việc nè. Bạn có kiến thức chuyên môn nè. Hoặc là bạn tự tin nè. Tất cả những cái đều là ưu điểm hết mà. Đúng không? Mà chỉ có một điều là ví dụ như khi mà người ta hỏi mình về khuyết điểm, hỏi về bạn có khuyết điểm nào hay không, thì bạn có thể khéo léo bạn nêu ra khuyết điểm nó cũng là ưu điểm. Mình nêu ra ví dụ khuyết điểm cũng là ưu điểm. Ví dụ như người ta đặt câu hỏi là khuyết điểm của bạn là gì, thì bạn nêu ra là khuyết điểm của tôi là quá cầu toàn, hoặc tôi là một người quá hoàn hảo, nên là tôi tạo áp lực cho những người làm việc chung với tôi chẳng hạn. Thì thật ra khi mình nêu ra ưu điểm như vậy, mình lại khéo léo mình nêu ra đó chính là một cái khuyết điểm, đó cũng chính là ưu điểm của mình, đúng không? Nên là ai cũng có ưu điểm hết, bạn phải tự tin lên và bạn tìm tất cả những ưu điểm mà mình có thể. Còn nếu mà mình không tìm ra, mình mời một đứa bạn thân nhất của mình ngồi trước mặt mình. Ok, ta cho mày 5 phút, mày nêu hết ưu điểm của ta đi. Ta tính từ nói về ưu điểm, chắc chắn là bạn đó sẽ nêu được. Và bạn sẽ lấy đó làm ưu điểm của mình. Ok, được không các bạn? Rồi, còn ai có câu hỏi gì nữa không nè?